Vâng, bây giờ cũng có hai cô đến mua hàng nhé, có chú anh chị và các bạn, thì chúng ta qua theo dõi nhé. Hai cô đến mua hàng ủng hộ cho chị em lo nhé, cô chú anh chị và các bạn. Có hai tụ đến để mua hàng giúp chị không đâu nhé, cô chú anh chị và các bạn, rất là dễ thương luôn, các tụ lớn tuổi nhé, cô chú anh chị và các bạn. Rất là dễ hơn luôn nhé. Cô chú anh chị muốn biết cụ mua cái gì thì hãy comment cho Phiêu nhé. Vâng, bây giờ hai cụ đã vô trong nhà xem lô rồi nha, cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like nhé. Vâng, chúng ta cùng hóng xem coi hai cụ mua cái gì nhé, cô chú anh chị và các bạn. Vâng, có một bệnh gia đến nhận hàng nhé, cô chú anh chị và các bạn. Đi cái thời gian nhé, đến nhận hàng và đi giao nhé, cô chú anh chị và các bạn. Chị hôm nay đã đi qua Úc rồi nhé, nhưng mà mọi người đọc ở nhà đã dặn dạng quy không biết lúc nào nhé, cô chú anh chị và các bạn. Mong cô chú anh chị và các bạn này đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Mọi người tập ở nhà cho chị bùm bùm thành mỹ cùng chát nhé, cô chú chị và các bạn. Vâng, bây giờ hai chú cũng mua hàng xong nhé, cô chú chị và các bạn. Hai chú cũng mua hàng xong nhé. Hai chú rất là lớn tuổi luôn, mua hàng xong. Trong lúc mua hàng thì có vô thắp nhang cho cậu Nam Vũ Linh nữa, cô chú anh chị và các bạn. Rất là dễ thương luôn nhé, hai cụ rất là dễ thương. Mua hàng dặn không quên thắp nhang cho cậu Nam Vũ Linh nhé. Qua cho bạn hai cụ thích. Hai cụ rất là dễ thương luôn. Hai cụ mua hàng cũng nhiều. Cái đây là người hâm mộ của kênh Nam Vũ Linh nhé. Phần hành mỹ chị bùm bùm với anh Phương mới giờ đi ra ngoài về nhé, cô chú anh chị và các bạn. Còn bây giờ chú chở con cụ Kiều lên đi học thì cũng vừa tới nhé, cô chú anh chị và các bạn.
Vâng, mong cô chú chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú chị và các bạn cùng xem. Bây giờ thì tới giờ con của chị em lên đi học rồi nhé. Chú đang chờ con thì chị em lên nhé, cô chú chị và các bạn. Vâng, mong cô chú chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú chị và các bạn cùng xem. Vâng, thì bây giờ cũng khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ trưa rồi, cô chú chị và các bạn tại nhà chị Hồng Long bây giờ đang gắt là mình đi luôn. Vâng, thì bây giờ thì chú đang chờ con cũng tìm lên đi học nhé. Vâng, thì mở cốc xe thôi thì thấy con gái của chị Loan rất là xinh đẹp luôn, cô chú anh chị và các bạn đi học nhé. Con gái của chị Loan thì gánh là lệ phép luôn, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì để mà chúng ốc tiêu cùng chào con của chị Hồng Loan thử coi ốc tiêu nó có đúng không nha, cô chú anh chị và các bạn rất là lễ phép luôn nha. Vâng, đây là con đường đầu mì điểm nhé, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì chị Hồng Loan mở cửa lúc 8 giờ và kết thúc lúc 21 giờ nhé, cô chú anh chị và các bạn. Con phụ con của chị Hồng Loan ra đi học nhé.